Đó chính là món cơm. À, món cơm. Rồi lấy cái gì múc? Lấy đũa, mình, lấy đũa. Lấy đũa được. Lấy đũa thì rồi. Chị ơi, dân giả là phải thế. Ở Bến Tre là có biết lấy cái dạ, đồ. Biết. Dạ, em mời chị. Dạ, cho nên là người nào không biết cứ làm đi. Đúng rồi, không biết mình làm cho nó biết. Dạ. Em đúng rồi. Nhiều khi nhà hàng của em gọi năm sao chứ thiếu thốn lắm. Dạ. Không sao, đây là phong cách dân giả. Đúng rồi. Có chi dùng nấy. Thường á là người ta đi, nếu mà đi đồng đi ruộng người ta làm là người ta ăn cơm bằng bốc không à, cơm nắm á. Thưa quý vị, nếu mà chung ruồi về làm dâu là chắc chắn. Hả à, sao lại làm dâu? Ví dụ hả? Ví dụ nè, cái chén cơm mà sới cho khách nè. Nếu như mà về làm dâu là thế nào bà mẹ chồng bà cũng cho ra giường. Thật ra là hình thức nó không quấy nhưng mà đông đầy tình cảm. Nhưng mà quan trọng cái tình cảm nó đầy là được rồi. Nó lại đang ăn kiêng, ăn vậy đủ rồi. À, okay. Còn đây rồi là... bây giờ mình đang hoa háo cái món cá bóng kho nè. Xin mời. Ba. Hai ba. Ủa? Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Không phải cá bóng. Cá... À. Để thử nha, thử nha. Bây giờ mình thử nha. Wow, cái này là cá bóng á hả? Nó không phải là cá bóng đâu cả nhà nha. Nó là cá gì đây? Đây là cá tai tượng. Cá hú. Tai tượng. Đây nè, miếng thịt rất là ngon, tươi ngon, nóng hôi hổi nha cả nhà nha. Đây thật sự là điều bất ngờ chúng tôi muốn dành cho khách. Để xem có khả năng nam nữ của khách đối với những loài cá như thế nào. Anh chị quá giỏi. Quá trời bất ngờ luôn. Hay quá, cảm ơn ông chủ và cảm ơn quản gia rất là nhiều. Mà mọi người có biết tại sao chúng tôi bắt câu chuyện bằng cái món là cá kho dừa này không? Tại vì á, Khánh cảm nhận là nhớ lại được cái hình ảnh của quê hương. Cho dù mình đi đâu, mình đi lập nghiệp ở phương nào, quê hương thứ hai của mình là ở đâu, nhưng mà cái nguồn gốc của mình không bao giờ quên. Ăn cái món ăn này là nhớ lại đến quê hương, nhớ lại đến gia đình, những người thân của mình còn ở quê, đặc biệt là những người thân của Khánh ở Bến Tre. À, hai bạn đã lên thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Thật ra thì nói là người miền Tây thì chỉ có một mình Khải thôi. Sanh ra và lớn lên ở Tiền Giang, còn Khánh thì nói là gốc Bến Tre thôi, nhưng mà sanh ra và lớn lên là từ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là phải học xong hết phổ thông á thì mới lên thành phố Hồ Chí Minh để thi vào trường sân khấu, thì lúc đó hai vợ chồng mới có cái duyên để mà biết nhau và gặp nhau. Học chung lớp. Định mệnh. Học chung lớp ở trường sân khấu. Khánh thì học trễ 1 năm, còn Khải học sớm 1 năm. Cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp rất nặng luôn. Vào trường sân khấu là Khải là người nhỏ nhất trong lớp. Sinh năm 1983, đúng lý ra năm đó là phải là 1982 mới vô học cái khóa đó. Mà Khánh là 1981. Vào lớp học thì cứ xưng là bé thôi, mà gọi tất cả các anh chị ở trong lớp là chị và anh hết. Thì đây cũng vậy, đây cũng vậy. Thì đây là xưng bé và đây là gọi chị Khánh. Theo Khang cảm nhận được là chị Khánh cua bé Khải. Dĩ nhiên rồi, cả tuổi thanh xuân của Khải đã dành cho Khánh rồi còn gì. Dễ sợ. Cả tuổi thanh xuân. Cả tuổi thanh xuân. Dễ sợ. Trời ơi, đời con trai có cái tuổi thanh xuân có mấy năm đâu. Nhiều người hỏi, ủa hồi đó chắc là anh à, cua chị đó khó. Không, không hề, không có cua nghe. Khải không hề cua, bị cua. Cho nên là mọi người hỏi là hồi đó anh cua chị làm sao, hẹn hò làm sao, viết thư làm sao. Không biết, nói chung là có một cái quá trình cũng rất là dài đó. Trong lớp học xong rồi cứ kêu chị em bé bé rồi mấy anh chị khác cũng vậy. Xong cái mọi người một thời gian cái mọi người phát hiện, à hai đứa này có tình cảm với nhau phải không? Hay quá. Điểm mặt chứ bộ. Khải mới nói xin thề không bao giờ có chuyện đó, bé coi chị Khánh như là người chị của mình. Kiên quyết 100%. Tới cuối cùng một ngày, một cái đùng một phát, mình nói cho mọi người là hai đứa chúng tôi quen nhau, nó nhục vô cùng, nhục luôn. Nhục vô cùng, tại vì mình cứ đi là mình nói với tất cả mấy người kia, nó không bao giờ có chuyện đó, làm gì có chuyện mà tình yêu trai gái. Cái câu chuyện tình của anh chị ly kỳ như này thì bây giờ em có một sự thách đấu với Quảng Nga bên kia là bây giờ nhá. Đố làm ra được một cái món ăn nào mà nó liên quan đến câu chuyện tình ly kỳ của anh chị. Tôi mới nể này. Quảng Nga bên đây thách đúng không? À, tôi thách đó. Thôi, em xin phép anh chị. Xin mời quản gia về đây đi với tôi. À. Dạ. Wow. Nhường lại anh chị cho anh Khải nhé. Em đi một chút thôi, không quay lại. Rồi. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Trời ơi. Có món ăn nó ly kỳ. Nhưng mà trong lúc họ đi á, thì tôi muốn hỏi một tí xíu là nãy giờ qua cái cuộc nói chuyện tôi thấy rõ ràng là anh Khải anh rất am hiểu về món ăn. Hình như đây là một cây bếp núc trong nhà đúng không? Mọi thứ là trong nhà là anh Khải lo đúng không? Dạ, thật ra tôi nghĩ là với cái... Đã đưa bàn tay ra coi. Với cái bàn tay làm neo, giũa móng như vậy thì chắc là bếp núc nào trong nhà. Đúng không? Dạ, không sai. Nhưng mà vấn đề đây Khải cũng không phải là một cây bếp núc trong nhà. Mà mọi chuyện mà nấu nướng này nọ là do mẹ của Khánh nấu. Rồi bây giờ là mẹ lớn tuổi rồi thì có một chị phụ hai vợ chồng chuyện cơm nước. Đã có người giúp rồi. Thì việc còn lại là hai vợ chồng đi làm, rồi chăm sóc gia đình và yêu thương nhau, yêu thương đại gia đình. Thì đó là cái điều mà hai vợ chồng thấy rất là hạnh phúc ạ.
Lê Khánh là nữ nghệ sĩ đa tài, khởi đầu từ sân khấu kịch đến phim điện ảnh và truyền hình. Cô liên tiếp gặt hái được nhiều thành công. Cô đồng thời còn tham gia nhiều chương trình truyền hình trong vai trò MC và giám khảo. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lê Khánh có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng là diễn viên Tuấn Khải cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Mối tình Chị ơi anh yêu em kéo dài hai thập kỷ đồng hành, gắn bó trong cả công việc và cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hãy cùng tìm hiểu và khám phá về câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi vợ chồng Lê Khánh, Tuấn Khải. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với khách sạn 5 sao. Vừa rồi thì quý vị đang cùng đến với lại hai quản gia của chúng tôi. Khải là người ở Bến Tre hay là Tiền Giang đúng không? Còn Khánh là ở Bến Tre. Dạ, hãy gọi Khánh là người đẹp xứ dừa. Hồi xưa mà Khánh đi thi là ít nhiều cũng là hoa khôi xứ dừa chứ bình thường đâu. Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó là chắc là không có đủ điều kiện hay sao đó cho nên là mới không đi thi. Đúng rồi, đứng gần cái dừa là cái dừa nó né liền. Nhưng mà cái mới gần đây nhất là có thể nói là xin chúc mừng gia đình đã có thêm một thành viên thứ tư, đó là bé Tuấn Kha đúng không? Dạ đúng ạ. Khi mà có thêm thành viên mới trong gia đình thì cái nếp sống hoặc là cái sinh hoạt vợ chồng thì có bị đảo lộn hay không? Chắc chắn rồi, mình có thêm thành viên thì mình phải cơi nới không gian thêm. Về cái quỹ thời gian, sinh hoạt, mọi thứ nó cũng xáo trộn nhiều lắm. Vâng, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với câu chuyện của những từ khóa nha. Yeah. Mỗi một từ khóa nó sẽ liên quan đến một cái câu chuyện khác nhau. Từ khóa thứ nhất, đó chính là ô sin cao cấp. Là trong nhà là ai là ô sin? Khang đoán đi ạ. À? Cô chủ đây nè, nhìn cái cốt cách ngồi là biết sao. Biết tại sao không? Cái tướng ngồi nhìn thấy thương lắm. Nãy giờ cũng cố gắng như vậy lắm mà nó không có quen á. Phải cúng núm trở lại. Tại sao? Vấn đề đây là mình làm một cái thời gian cái công việc rồi mình biết mình quen. Oxin nhà này không cần nói, suốt ngày không được nói một cái gì hết, mới mở miệng ra là bị chụp liền. Như vậy là làm thôi quần quật 24 cắm mặt từ sáng đến tối để mà làm. Mình làm những chuyện gì ở trong nhà? Nói chung là làm đủ thứ, là tài xế nè, rồi quản gia, quản lý, rồi Oxin nấu ăn, giặt giũ, rửa chén gì cũng làm hết, tối ngủ bà chủ là ok. Không cần phải trả lương. Cái từ khóa thứ hai đó là 12 con giáp. Dạ. Yeah. Theo Khánh là gì? Giống như là mình quen nhau 12 năm rồi mới cưới. Đúng rồi, 12 năm mới cưới. Nhưng mà thường là Khải, Khánh hay nói đùa với nhau là mọi người hỏi là quen nhau bao lâu thì Khải nói chỉ một giáp là 12 năm. 12 năm, à, tại sao quen lâu vậy? Tại vì chưa cảm thấy là đủ cái thời gian để mà ở bên nhau trọn đời. Và chưa đủ tin tưởng người đối phương. Và cảm thấy là còn gây lộn nhiều quá. Thấy mệt mỏi quá. Bây giờ còn gây chưa? Bây giờ đỡ lắm rồi, ổn rồi. Gây chứ, cũng gây chứ. Ổn rồi ba nói sao cũng vậy? Gây. Mẹ nói ổn rồi, ba im đi. Thấy chưa, ổn rồi. Tiếp theo, đó là cụm từ hòa hợp. Hòa hợp. Mọi người nghĩ xem cái hòa hợp này muốn nói đến điều gì? Hòa hợp về ăn uống, hòa hợp về tính cách, hòa hợp về sinh hoạt, hòa hợp về sở thích. Đúng rồi. Sở thích, hai người có chung sở thích gì? Rất nhiều. Rất thích nhau. Đúng rồi. Cái đó là sở thích đặc biệt, đúng không? Để có thể đạt được sự hòa hợp đó thì ngay từ đầu hai người đã hợp tính nhau chưa? Hay là phải mất một thời gian mới có thể hòa hợp? Một thời gian khá là dài đó. Thật ra quen nhau thì mình cũng phải tìm hiểu cái tính cách của nhau rồi đầu mình mới quen nhau được. Nhưng mà khi quen nhau lâu rồi thì mình phải thay đổi, cả mình và đối phương đều phải thay đổi. Để muốn đến một cái mối quan hệ lâu dài thì cả hai bên phải thay đổi mới được. Rồi tiếp theo đó là cụm từ hài hước. Chắc là lúc nào nhà cũng tràn ngập tiếng cười hết đúng không? Dạ, yeah. Có một điều rất là trái ngược là Khánh có những cái vai diễn rất là hài hước. Rồi khán giả mặc định là Khánh là một người rất là hài hước và vui nhộn. Nhưng mà đó là trong công việc của Khánh thôi. Còn khi mà trong cuộc sống đời thường thì Khải là người mang đến tiếng cười cho Khánh và cả nhà. Cuộc sống đời thường thì Khánh rất là sống khép kín, không có thích chia sẻ, không có thích bày tỏ, không có thể hiện cảm xúc, trong khi Khải là người hoàn toàn ngược lại. Bây giờ mọi người nghĩ ra cái từ khóa tiếp theo mà không muốn nói là từ khóa gì? 4K hả? Chính xác. Phải 4K. 4K. Sao không đặt nhiều chữ cái khác nhau mà đặt chữ K không? Rất là đơn giản thôi, tại vì hai vợ chồng là cùng có cái chữ K đứng đầu. Khải, Khánh. Rồi đẻ đứa con thì đặt tên Khang là cũng có chữ K. Và thêm một thành viên nữa thì tại sao không đặt chữ K nữa? Thế là mới đặt tên Khang. Mọi người kêu lên 5K mà không dám. Tại vì cứ ngắn dần. Rồi từ Khang xuống Kha, nếu mà một đứa nữa thì tự nhiên thành khờ rồi. Thì nó bị quá cho nên nghe không dám. Nghe khó quá, không? Dạ. Rất là dễ thương. Từ khóa tiếp theo của chúng ta, hy sinh. Ở trong nhà ai là người hy sinh cho người kia nhiều hơn?
Có bao giờ Khải thấy là cái sự hy sinh đó của mình dành cho gia đình quá nhiều không? Ngay cả trong công việc mình cũng phải bớt thời gian lại để dành cho gia đình. Ở vấn đề đây là mình là đàn ông thì thường là đàn ông là trụ cột của gia đình thì mình phải lo mọi thứ hết. Thì cái đó là cũng trong cái việc là dùng từ trách nhiệm thì cũng hơi nặng nề, nhưng mà cái đó là việc mình phải làm, chứ mình cũng không cảm thấy gì là mình hy sinh. Với đặc biệt là người mình thương nữa thì mình lo lắng, mình chăm sóc, mình làm mọi thứ thì mình cảm thấy đó là cái niềm hạnh phúc của mình, cái niềm vui của mình là nó rõ ràng hơn. Vâng, không biết là mọi người có đói gì chưa? Dạ, ông chủ ơi, khách đến nhà không trà thì bánh. Đúng rồi. Không có miếng nước nào luôn, không trà, không bánh, không nước luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bởi vì ngay bây giờ sẽ là mời mọi người ăn một bữa ăn rất là đặc biệt. Wow, có. Năng lượng nó tràn nhẹ. Rồi, xin mời mình qua đây để đến với thực đơn bí ẩn của chúng tôi. Nhẹ liền, nhẹ người liền luôn á.